Tiết lộ hôn nhân và cậu con trai giữa nghệ sĩ Thanh Ngân và nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1976 tại Vĩnh Long. Còn nghệ sĩ Thanh Ngân tên thật là Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972. Những năm về trước thì cặp đôi Thanh Ngân và Kim Tiểu Long đã chạm đến trái tim của biết bao khán giả qua các bài tân cổ như Tiễn Biệt, Mùa Xuân Tình Yêu, Hoài Cổ. Và cặp đôi còn thể hiện xuất sắc qua các trích đoạn cải lương. Câu chuyện tình yêu giữa Thanh Ngân và Kim Tiểu Long đã hơn 10 năm về trước được khán giả biết đến. Tuy nhiên sự tình về sau thì rất ít người rõ. Đoạn trường tình yêu của Thanh Ngân và Kim Tiểu Long gặp khá nhiều trắc trở. Bởi người nghệ sĩ thì chuyện tình duyên bao giờ mới thôi hết lần đận. Họ yêu nhau cứ hợp rồi tan đến 5 lần 7 lượt. Một thời gian sau cả hai quyết định xây dựng gia đình. Và thế là cậu con trai ra đời tên là Trương Ngân Long, ghép tên nghệ danh của hai người Thanh Ngân và Kim Tiểu Long. Cậu bé Trương Ngân Long hay còn gọi là Tiểu Long Nhi. Nhưng giữa hai người sau đó lại phát sinh mâu thuẫn, không thể giải quyết được. Sự tình ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Có lần Kim Tiểu Long chia sẻ trên báo, do hận chồng nên Thanh Ngân đã tách bé Ngân Long ra khỏi cha, ngăn cả Kim Tiểu Long và gia đình nội gặp bé. Nhưng Kim Tiểu Long tin rằng lá rụng sẽ về cội. Khi con đủ lớn thì nó sẽ hiểu ba của nó là người như thế nào, đã yêu thương con đến bạc đầu ra sao. Đều là giọt máu của mình nên Kim Tiểu Long không thể để các con thiệt thòi hay có sự sâu bì. Anh đã chuẩn bị trước những gì cần phải làm. Có nhiều người sẽ cho rằng anh nói quá sớm, nhưng anh tin rằng thời gian sẽ câu trả lời chính xác nhất. Kim Tiểu Long còn chia sẻ thêm, anh không gieo và cũng chẳng đổ lỗi cho ai gây ra nghịch cảnh. Điều quan trọng là đứa bé không có tội, chính người lớn đã tạo ra những ngang trái. Nếu Thanh Ngân và Kim Tiểu Long vẫn sánh đôi, vẫn giữ được hạnh phúc, thì đã không có gì xảy ra khiến gia cảnh phải ly tán. Kim Tiểu Long chọn cách sống giản dị, không thích sự phô trương và trong tình cảm cũng vậy. Nhưng khi không còn đi chung đường, thì việc ngăn cách giữa cha và con là điều trái với đạo lý. Ai cũng có thể đem đạo lý nhà Phật ra để thuyết giảng, nhưng sống với đạo lý đó rất ít người làm được. Kim Tiểu Long nghĩ mình đã cố gắng hết sức để giữ, nhưng vẫn không thể níu kéo được mái ấm hạnh phúc. Dù chúng tôi đã không còn liên lạc, nhưng tôi tin con mình sẽ biết cha của nó là ai. Khán giả theo dõi cũng thấy hơn 5 năm qua, Thanh Ngân cũng chuyển qua hát khá nhiều bài về đạo Phật, về giáo lý nhà Phật và cũng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. 18 năm đi hát thì 15 năm, Thanh Ngân hát về đời, còn 5 năm sau này thì Thanh Ngân hát chủ yếu về đạo lý. 18 năm đi hát thì 15 năm đầu, Thanh Ngân hát về đời, còn 5 năm sau này thì Thanh Ngân chủ yếu hát về đạo. Điều này cũng phù hợp với khoảng thời gian trước, Thanh Ngân phải ngược xuôi, vất vả với cuộc đời để lo cho cuộc sống bản thân và gia đình mình. Qua bao khó khăn thăng trầm, tôi hiểu được lẽ sống ở đời, ngộ được nhiều điều hỷ nộ ai ố. Từ đó tôi có cái nhìn sâu sắc hơn, trầm lắng hơn với cuộc đời và việc đến với Phật giáo là một lẽ tự nhiên. Câu chuyện về một nữ nghệ sĩ theo hướng nhà Phật lại ngăn cản người cha gặp con trai của mình quả thật để lại rất nhiều mâu thuẫn trong lòng khán giả. Hiện nay nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng đã kết hôn có một cậu con trai tên là Trương Bảo Bảo. Trương Bảo Phước sinh năm 2014. Khi duyên đến ắt sẽ đến, Kim Tiểu Long gặp Bảo Bảo, bà xã hiện nay của anh, cách đây nửa vòng trái đất trong một lần lưu diễn tại Mỹ. Bảo Bảo định cư ở Mỹ cùng gia đình từ năm 13 tuổi nên không biết gì về cải lương và nghệ sĩ cải lương Việt Nam. Còn nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long thì cũng hồi hộp, không biết Bảo Bảo có ảnh hưởng bởi nếp sống, văn hóa của phương Tây quan tâm đến cá nhân mình nhiều hơn người khác. Nhưng rồi cả hai đã nhận ra họ là của nhau, quan điểm sống của Bảo Bảo cũng giống với Kim Tiểu Long. Bảo Bảo không chỉ yêu thương gia đình chồng mà còn hết lòng với những người bạn bè mà Kim Tiểu Long yêu quý. Về phần mình thì Kim Tiểu Long cũng chứng minh cho Bảo Bảo biết, với anh vợ con là tất cả. Vốn không thích la cà, ngay từ khi có con Kim Tiểu Long càng ít ra ngoài hơn, trừ những lúc phải đi diễn. Hiện nay thì bé Trương Bảo Phước cũng đã lớn, cậu bé trông rất kháu khỉnh và rất nghịch ngợm. Khép lại câu chuyện tình đầy sóng gió của nghệ sĩ Kim Tiểu Long và nghệ sĩ Thanh Ngân. Hiện nay nghệ sĩ Thanh Ngân đã chọn cách sống bình yên theo cảnh nhà Phật. Còn nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng đã rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Mong rằng theo thời gian thì họ cũng sẽ tha thứ cho nhau và nghệ sĩ Kim Tiểu Long sẽ sớm gặp lại được con trai của mình. Về một quãng đời ở ẩn của danh ca Chế Linh trước khi trở thành một trong tứ trụ nhạc vàng. Chế Linh là danh ca lừng lẫy của dòng nhạc vàng Việt Nam từ trước năm 1975. Đến nay, ông là cột trụ cuối cùng còn lại của tứ trụ nhạc vàng, bao gồm các danh ca Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường và Chế Linh. Khán giả biết đến danh ca Chế Linh qua hình tượng của một người ca sĩ nổi tiếng, nhưng ít ai biết, trước khi nổi danh, thì ông từng một thời phải ở ẩn để nghiên cứu, tìm tòi cho mình một lối đi khác biệt trong làng nhạc thuở ấy. Chế Linh là người gốc Chăm, sinh năm 1942 và bắt đầu hoạt động âm nhạc ở Sài Gòn vào khoảng từ khoảng đầu thập niên 1960. Từ khi mới 16 tuổi, vì những sự kỳ thị về sắc tộc ở quê nhà, sự xích mích ẩu đả liên tục diễn ra giữa các làng với nhau, Chế Linh quyết định giấu gia đình để rời làng, xa mảnh đất quê hương qua năm khô cằn nắng cháy, để một mình vào Sài Gòn. Thêm một lý do từng được Chế Linh kể lại là ông cũng muốn được mở mang tầm mắt, tìm kiếm tương lai tươi sáng hơn và nhờ hai người bạn thân chở tới một trạm xe lửa nhỏ, hành trang mang theo chỉ có một chồng bánh tráng, một bộ đồ gói lại. Chế Linh leo lên xe lửa đi Sài Gòn khi vẫn chưa nói rành tiếng Kinh, chưa biết sẽ ở đâu và làm gì để kiếm sống khi đến nơi. Chế Linh kể tiếp câu chuyện rằng ở ga xe lửa Sài Gòn, khi còn đang lóng ngóng, vì lần đầu tiên được đặt chân đến một thành phố đông đúc rộng lớn như vậy, trong hoàn cảnh là một đêm mưa tầm tã, chưa biết sẽ đi đâu về đâu, thì có một bác xích lô tới hỏi chuyện. Khi biết Chế Linh ở quê mới đến, không người thân, không nơi ở, ông xích lô tốt bụng cho ngủ nhờ một đêm trên chiếc xích lô, trùm ni lông lại để khỏi mưa ướt. Khi được mọi người hỏi dự tính sẽ làm gì để kiếm sống, Chế Linh nói ông sẽ đánh giày hoặc bán báo, dù trước đó ông chưa từng đánh giày bao giờ. Sáng hôm sau thức dậy, Chế Linh làm quen được với những đứa trẻ đánh giày ở trước phòng trà Hòa Bình. Ở ngay trước ga xe lửa, một người đàn anh thấy tội nghiệp nên giúp đỡ, cho mượn một hộp đánh giày để đi làm. Tuy nhiên, chỉ làm được một lần thì bị khách chê vì không có nghề. Chế Linh sống lay lắt với những đứa trẻ bụi đời được vài bữa, thì gặp lại ông Sáu Xích Lô lần trước. Thương tình cảnh của cậu bé xa quê, ông nói rằng, có biết một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn đang tìm người giữ con, em gái ruột của ông đang làm giúp việc cho gia đình này. Sau đó, Chế Linh được ông Xích Lô giới thiệu vào làm người ở cho gia đình người Hoa, với mức lương 75 đồng mỗi tháng. Công việc của ông rất đơn giản, chỉ là đưa đón con của chủ nhà đi học. Thời gian đi và về, ông lang thang trên đường thấy tiệm bán sách cũ nên mua sách, mua đèn dầu. Đến ban đêm khi cả nhà ngủ hết thì lén mở đèn đọc sách. Một lần đang đọc sách thì bị bắt gặp. Ông chủ nói rằng không được thắp đèn như vậy nữa, vì sợ sẽ cháy nhà. Vài hôm sau, Chế Linh bất ngờ và rất xúc động, thì thấy ông chủ mua bàn và mua đèn ren về để vô phòng Chế Linh để đọc sách. Ngoài ra, ông còn được gia đình người Hoa mà ông gọi là bác bà Chợ Lớn này xem như con, cho đi học ở trường, một buổi đi học một buổi giữ em. Tuy nhiên, việc làm thuê như vậy không thể giúp tiến thân, không phải là mục đích khi quyết định rời xa quê, nên Chế Linh muốn tìm hướng đi khác cho cuộc đời. Thời gian sau đó, ông quyết định rời gia đình bác ba để ra sống một mình. Thời điểm này, Chế Linh chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Chăm, thường hát nhạc Pháp và nghe cổ nhạc, chứ không nghe tân nhạc Việt. Tuy nhiên, vào năm 1960, ông quyết tâm bước chân vào làng nhạc với suy nghĩ rằng chỉ có âm nhạc mới có thể giúp hòa đồng được với cuộc sống ở vùng đất mới. Năm 1962, khi tròn 20 tuổi, Chế Linh có may mắn tình cờ gặp lại vị linh mục người Pháp lúc nhỏ đã dạy nhạc cho mình. Vị linh mục tốt bụng đã nhận nuôi và động viên ông tiếp tục đi học. Trên bước đường đến với âm nhạc, Chế Linh rất may mắn khi gặp được những nhạc sĩ đàn anh hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ trong những năm đầu tiên của sự nghiệp. Đó là các nhạc sĩ Châu Kỳ, Trúc Vương, Mạnh Phát và đặc biệt là Duy Khánh từ trước đến nay. Nhiều người cho rằng Chế Linh từng là học trò của danh ca Duy Khánh. Và điều này đã chính thức được Chế Linh xác nhận trong một lần nói chuyện. Ông kể rằng bước đầu bước vào làng nhạc, ông gặp và quen biết với nhạc sĩ Châu Kỳ đầu tiên. Khi đó ông chỉ mới là chàng trai mới ngoài 20 tuổi, thường la cà ở các quán bán nhạc trên đại lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Một hôm Chế Linh thấy nhạc sĩ Châu Kỳ đến tiệm Minh Phát, là tiệm bán tờ nhạc nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn thập niên 1960 đến 1970. Lúc đó Chế Linh đã đến khiêng giúp thùng tờ nhạc cho vị nhạc sĩ nổi tiếng, nhờ vậy mà khi xong việc và qua nhà hàng Kim Sơn gần đó uống bia, Châu Kỳ đã rủ Chế Linh theo.
Nhà hàng Kim Sơn nằm ở góc đường Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực. Tầng trên của Kim Sơn chính là phòng trà Bồng Lai nổi tiếng. Bên cạnh đó còn có phòng trà quốc tế ở xung quanh. Cách đó không xa còn có phòng trà Olympia, Winby, Tự Do, Đêm Màu Hồng. Tầng trên của Hotel Katinat là phòng trà Yomasen cũ. Vì vậy, nhà hàng Kim Sơn chính là nơi gặp gỡ quen thuộc nhất của giới ca nhạc sĩ Sài Gòn. Nhờ Châu Kỳ giới thiệu, Chế Linh đã đến nhà hàng này và được quen biết với nhiều nhạc sĩ đàn anh khác. Chế Linh kể rằng tại đây, ông đã được quen biết và thân thiết với nhạc sĩ Trúc Phương, Mạnh Phát, Thu Hồ. Và qua sự giới thiệu của Trúc Phương, Chế Linh đã được Duy Khánh nhận làm học trò, thậm chí Duy Khánh còn rủ về ở chung nhà. Khi biết rằng Chế Linh không có người thân nào ở Sài Gòn, đó chính là khởi đầu của một trong tứ trụ nhạc vàng vẫn còn yêu thích cho đến ngày nay.